Thời gian qua, mặc dù công an các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền, xử phạt các trường hợp học sinh đi mô tô, xe máy đến trường, tuy nhiên đến nay các vi phạm này vẫn chưa được khắc phục. Điều khiển xe máy với dung tích trên 50 phân khối, nữ sinh này đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Sơn Trà lập biên bản và xử lý theo quy định bởi các lỗi không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Vào thời điểm tan trường, tình trạng học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông diễn ra rất phổ biến. Mặc dù công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho các em học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Đó, thực ra là mình cũng có đi xe điện nhưng mà là do mất xe rồi. Thực ra là xe này là do người thân mình đưa cho mình đi á. Nên là cũng khó được. Thời gian qua, mỗi đợt cao điểm thì xử lý đến hàng chục trường hợp vi phạm trên địa bàn. Tại vì trên địa bàn là quận Sơn Trà có rất nhiều trường học. Nên là tập trung xử lý về cái vấn đề học sinh đi mô tô cho đến trường. Hiện nay, tại khu vực xung quanh các trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Trần Phú, tình trạng các chủ cơ sở giữ xe nhận giữ xe máy trên 50 phân khối cho học sinh diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để các em học sinh vô tư đi xe máy đến trường. Mặc dù lực lượng công an các phường đã ra quân xử lý, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Ngày hôm nay là công an tới như là nhắc nhở là không được cho học sinh để xe 100 phân khối ở ngoài cổng trường. Đó nên chỉ là mình là người giữ xe, mình có trách nhiệm là phải nhắc nhở học sinh là không đi xe 100 phân khối để làm ảnh hưởng giao thông trật tự của phường. Công an phường đã có tuyên truyền cho các hộ giữ xe là không có được giữ xe trên 50 phân khối và giữ xe trên hè phố phải để cho hạn chế giữ kín hè phố là từ ngày 27 tháng 2 2023 đến ngày 27 tháng 3 2023 là sẽ ra quân với phối hợp với công an phường để xử lý chuyên đề về học sinh đi điều khiển xe trên 50 phân khối đến trường. Thời gian đến, bên cạnh công tác tuyên truyền, thì lực lượng công an các đơn vị địa phương sẽ tổ chức đợt ra quân kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng học sinh đi xe máy đến trường, kiểm tra, thu hồi tất cả xe máy trên 50 phân khối của học sinh tại các điểm giữ xe. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an các cấp và nhà trường, thì phụ huynh học sinh cần cam kết không đưa xe phân khối lớn cho các em đến trường khi chưa có bằng lái, nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.